Chương 15, chức năng mới, phân thân tu luyện, 22 lần tu luyện hiệu suất. Chức năng này, có ý tứ gì? Tô Chiêm chính kỳ quái. Bỗng nhiên, ngồi xếp bằng phân thân chung quanh, lại xuất hiện từng đoàn từng đoàn hắc vụ. Tỉ mỉ đếm một chút, không nhiều cũng không ít, vừa lúc chính là 22 cái. Thị giác hắc vụ, chạy thế nào nơi này tới? Còn vây quanh cỗ này tiêu bản tại chuyển. Tô Chiêm tập trung nhìn vào. Vốn nên nên độc lập tồn tại thị giác hắc vụ, tất cả đều tập thể thuấn di, còn cuốn cỗ này khoanh chân bóng đen, liền phẳng phất vệ tinh vườn quanh hàng tinh, yên lặng chuyển động. Thần kỳ như thế lại khó có thể lý giải được một màn, để Tô Chiêm quả thực có chút không nghĩ ra. Tiến vào bên trong thử một chút, học trước đó kinh nghiệm, Tô Chiêm dự định tiến vào cỗ này khoanh chân trong bóng đen nhìn xem tình huống. Kết quả lại phát hiện căn bản vào không được. Cái quỷ gì? Tô Chiêm lần nữa nếm thử, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn lại thay cái phương hướng, vô dụng, thay cái tư thế, vô dụng lui ra phía sau ra tốc vọt mạnh. Vẫn vô dụng. Không thể nào, cái này chức năng mới đến cùng là cái gì đồ chơi. Làm sao phức tạp như vậy? Tốt xấu cho điểm nhắc nhở A. À, tô Chiêm không có đầu mối. Chủ nhân, ta. Tiến vào. Có thể. Bỗng nhiên, trong đó một đoàn thị giác hắc vụ tiểu hắc mở miệng nói chuyện. Người có thể tiến vào. Tô Chiêm kinh ngạc. Đúng vậy chủ nhân, ta có cảm giác. Cảm giác. Tiểu hắc nói chuyện còn không phải đặc biệt trôi chảy, nhưng ý tứ biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng thì ra là thế cái này chức năng mới sử dụng phương thức không còn là ta bản nhân mà là tiểu hắc phân thân a tôi chiêm giật mình vừa dài kiến thức tốt vậy liền để ngươi thử một chút chỉ gặp hắn suy nghĩ khẽ động kia bởi vì nói chuyện mà ngay tại lấp lóe thị giác hắc vụ liền bị hắn trực tiếp đẩy hướng khoanh chân phân thân ở trong sau một khắc thị giác hắc vụ cứ như vậy tùy tiện dung nhập vào hư ảo khoanh chân phân thân bên trong trở thành phân thân bên trong một bộ phận tại rất nhiều răng khắp nơi kinh mạch huyệt vị ở trong rời rạc a kinh mạch bắt đầu động huyệt vị cũng động kia màu lam nhạt lưu động u mang là cái gì làm sao cùng linh khí giống thế không đúng kia rõ ràng chính là linh khí a nương theo lấy hắc vụ tiến vào toàn bộ khoanh chân phân thân liền tựa như bị kích hoạt lên nguyên bản trống rỗng huyệt vị trong kinh mạch lại bắt đầu lưu chuyển lên cùng linh khí giống nhau như đúc màu lam nhạt quang mang không chỉ có như thế tô chiêm còn đã nhận ra mấu chốt nhất một điểm linh khí lưu động phương thức. Vậy mà cùng ta lúc tu luyện giống nhau như đúc. Tô chiêm thần sắc đại chấn. Mỗi người thể chất đều là độc nhất vô nhị. Huyết nhục, xương cốt, kinh lạc, huyệt vị, tạng khí vân vân. Mỗi cái địa phương đều sẽ cùng những người khác khác biệt. Bởi vậy cái này cũng đưa đến mỗi người lúc tu luyện, phương thức cũng hoàn toàn không giống. Trước mắt khoanh chân phân thân thể nội linh khí lưu chuyển phương thức, cùng hắn ngày bình thường tu luyện song toàn giống nhau, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chờ một chút, Tô Chiêm trong đầu linh quang lóe lên, ta giống như minh bạch cái gì, sẽ không phải. Cái này khoanh chân phân thân đại biểu chức năng mới, là tu luyện A. Suy nghĩ vừa ra, Tô Chiêm chính mình cũng bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Nếu như chức năng mới thật là tu luyện, kia tiến vào thị giác hắc vụ, chẳng phải tương đương với giống như hắn, cũng tại tu luyện sao? Phân thân tu luyện. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Tô Chiêm trong đầu liền đã toát ra bốn chữ này. Đi ra xem một chút. Tô Chiêm cũng nhịn không được nữa, ý thức quả quyết nhảy ra ngoài. Nhắm mắt bản tôn, đột nhiên mở hai mắt ra. Rất nhanh, quen thuộc cảm thụ tới. Sắc mặt của hắn, từ tinh tế cảm thụ, đến há to mồm, lại đến kinh ngạc, cuối cùng đến nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoạ tào, trong cơ thể của ta, vậy mà trống rỗng tại vận chuyển tiểu chu thiên. Cái kia tiểu hắc, là thật tại thay ta tu luyện. Tô Chiêm bị phát hiện này cả kinh trợn mắt hốc mồm, cả người đều mộng bức. Tu luyện, nói trắng ra là chính là để linh khí trong thân thể đi dạo một vòng mà thôi linh khí bắt nguồn từ thiên địa cũng không phải là ngươi tự thân người cần đem linh khí lưu chuyển kỳ kinh bát mạch trải qua huyết nhục rửa sạch gân cốt tái tạo cuối cùng lại từ trong kinh mạch chảy ra cuối cùng dung nhập đan điền kia vòng xoáy linh khí bên trong mới có thể hóa thành một vòng không cách nào miêu tả chuyên thuộc về ngươi tự thân tu vi cái này toàn bộ quá trình liền được xưng là tu luyện mà cái này vẻn vẹn chỉ được xưng là tiểu chu thiên có tiểu chu thiên, tự nhiên là có đại chu thiên. Cùng tiểu chu thiên trải qua huyết nhục giam cầm khác biệt, đại chu thiên sẽ cọ rửa ngũ tạng lục phủ, ngũ quan đại não, bởi vì đều là cực kỳ trọng yếu khí quan, cho nên đại chu thiên rất chậm, cần thời gian 10 phần dài rằng rặc. Tiểu chu thiên 1 giờ một vòng. Đại chu thiên thì là 8 giờ một vòng. Trong lúc đó không thể đoạn, một khi gián đoạn, toàn bộ làm lại. Đây chính là vì cái gì tu luyện cực kỳ khô khan nguyên nhân chỗ. Mà đại lượng hấp thu linh thạch, có thể tăng tốc cái này tiến độ, từ đó tăng nhanh thu hoạch tu vi tốc độ. Nhưng bây giờ Tô Chiêm không có tiến vào trạng thái tu luyện, càng không có cái gì tiểu chu thiên, đại chu thiên. Nhưng hắn lại có thể cực kỳ rõ rệt phát giác được, huyết nhục của mình, gần cốt tất cả đều tại bị vô hình cọ rửa. Không biết đầu nguồn, không cách nào nhìn rõ, nhưng lại chân thực tồn tại. Ngư bức, ngư bức, quá ngư bức. Ha 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 ha, cảm nhận được rõ ràng cảm thụ, xác nhận thật sự là bóng đen phân thân khả năng giúp đỡ tự mình tu luyện tô chiêm lập tức cuồng hỉ thực sự không có thể chịu ở hắn tại chỗ ngửa mặt lên trời cười to lên ừ tại ngoại giới bồi hồi phụ trách nhìn chằm chằm tô chiêm nhất cử nhất động nam tử áo lam bắt được cái này một cười to về sau nhịn không được nhướng mày cười thành dạng này sẽ không phải là da lớn hàng a à. có thể coi là da hơi lớn hàng cũng không trở thành cười đến khoa trương như vậy a à. da lớn hàng đơn giản chính là thêm ra mấy khỏa thiên nhiên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Tính ngươi ngư bức nữa một điểm, ra thiên nhiên trung phẩm linh thạch, một viên đỉnh một nghìn khỏa hạ phẩm linh thạch, đủ ngư bức đi. Nhưng nghe tiếng cười kia, chỗ nào giống như là ra một nghìn khỏa dáng vẻ. Đơn giản giống như là ra một nghìn vạn khỏa a. À. Ghi chép lại, vũng nước đục này ta liền không lội, để người ở phía trên giải quyết đi. Nam tử áo lam yên lặng ghi lại, tiếp tục một bên làm bộ đào đất, một bên theo dõi. Phân thân tu luyện, chức năng mới chính là phân thân tu luyện hiện tại ta cuối cùng tất cả đều hiểu được tô chiêm trên mặt thần hái bay lên ánh mắt bên trong càng là quang mang bùng lên cái gọi là khoanh chân hư ảnh chính là ta bản tôn tu luyện tư thái chỉ định một cái tiểu hắc tiến vào chẳng khác nào chỉ định một cái tiểu hắc bắt đầu dựa theo phương thức của ta tới tu luyện ta cũng rốt cuộc để ý giải vì cái gì tất cả thị giác hắc vụ đều vườn quanh tôn này phân thân đây rõ ràng chính là tại để chính ta chọn lựa mà muốn cái nào phân thân tu luyện trực tiếp đem cái nào phân thân để vào khoanh chân hư ảnh bên trong là được. Không đơn giản như thế, cái này cũng đại biểu cho, ta nghĩ an bài nhiều ít cái phân thân tu luyện, liền có thể an bài nhiều ít cái, dù là tất cả phân thân cùng một chỗ tu luyện đều được. Nghĩ đến cái này, Tô Chiêm không chần chờ chút nào. Lần nữa tiến vào ý thức bên trong, đem một cái thị giác hắc vụ, trực tiếp đẩy vào khoanh chân hư ảnh ở trong. Chỉ gặp kia lưu chuyển khắp thất kinh bát mạch ở trong màu lam linh khí, lại tăng tăng thêm một đầu. Đi. Đi, đi, tất cả đều cho ta đi vào. Tôi chiêm hưng phấn vô cùng, trực tiếp một mạch đem tất cả thị giác hắc vụ hết thảy đẩy vào khoanh chân hư ảnh bên trong. Chỉ một thoáng, chọn vẹn 22 đầu màu lam linh khí tại thất kinh bát mạch ở trong điệp gia lưu động. Điều này cũng làm cho nguyên bản màu lam nhạt lập tức biến thành xanh đậm. 22 cái, đại biểu cho tốc độ tu luyện của ta tăng lên 22 lần. Mà đây vẫn chỉ là trước mắt bội số, chờ phân thân ta số lượng tiếp tục tăng nhiều đến 100 cái, 1000 cái, một vạn cái. Vậy tu luyện hiệu quả, kia tấn thăng tốc độ. Chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia, liền làm Tô Chiêm đẹp đến mức lại một lần nữa nhịn không được cười ra tiếng, trên mặt kia nụ cười sáng lạn, cùng lòng tràn đầy vui vẻ, nghĩ dừng đều ngăn không được. Cái gì phàm cảnh tứ trọng, cái gì phàm cảnh lục trọng, cho dù là phàm cảnh cửu trọng, vài phút liền có thể đột phá đạt tới. Không riêng gì phàm cảnh, cao hơn nguyên cảnh, đan cảnh, huyền cảnh, linh cảnh, thậm chí thông thiên cảnh. Hết thảy đều không đáng kể. Quạng mỏ. Thuần Dương Tông. Về sau một cái sẽ trở thành túi tiền của hắn, một cái trở thành hắn hậu hoa viên. Giờ khắc này tô chiêm, lòng tin bạo tạc, rất có chức năng mới nơi tay, thiên hạ ta có, phóng khoáng cùng tùy tiện. Nhưng mà một giây sau, rời khỏi ý thức, muốn cảm thụ một chút 22 lần tu luyện hiệu suất tô chiêm, nụ cười trên mặt lại trực tiếp cứng đờ. Tiểu hắc nhóm, Đâu? Đúng thế. Mới vừa rồi còn tại đinh cạch, đinh cạch dừng lại đục, không ngừng đào quáng tiểu hắc nhóm, tất cả đều tập thể biến mất, lưu lại một chỗ quốc.